Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì làm sao tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, thì làm sao viên mãn ba la mật đa? Nếu chẳng viên mãn ba la mật đa, thì làm sao có thể đắc trí nhất thiết trí? phật dạy. Này thiện hiện, nếu khi nào đại Bồ Tát chẳng tư duy sắc cũng chẳng tư duy thọ tưởng hành thức thì khi ấy đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa, vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện nếu khi nào đại bồ tát chẳng tư duy nhãn xứ cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thì khi ấy đại bồ tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện nếu khi nào đại bồ tát chẳng tư duy sắc xứ cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ thì khi ấy đại bồ tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện nếu khi nào đại bồ tát chẳng tư duy nhãn giới cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới thì khi ấy đại bồ tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa vì Ba La Mật Đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện nếu khi nào đại bồ tát chẳng tư duy sắc giới cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp giới thì khi ấy đại bồ tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện nếu khi nào đại bồ tát chẳng tư duy nhãn thức giới cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thể thân ý thức giới thì khi ấy đại bồ tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện nếu khi nào đại bồ tát chẳng tư duy nhãn xúc cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thể thân ý xúc thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng tư duy các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng, nên có thể viên mãn ba la mật đa. Vì ba la mật đa được viên mãn, nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.